Thưa quý vị và các bạn, Tân Lạc là huyện miền núi với 23 xã và một thị trấn, gồm hơn 20.000 hộ và tổng số dân trên 86.000 người. Do điều kiện kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, nên đời sống của nhiều hộ dân còn gặp nhiều khó khăn. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dân số. Nhưng trong những năm gần đây, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện luôn được sự quan tâm và đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hình ảnh mà quý vị và các bạn đang theo dõi là một buổi tuyên truyền dân số của nhóm truyền thông xóm Bương, xã Nam Sơn, cho các chị em trong độ tuổi từ 15 đến 49 tuổi nhận thức và hiểu biết về tình trạng tảo hôn, nâng cao hiểu biết về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên. Chính nhờ sự vào cuộc kịp thời và sát sao của lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban ngành, đoàn thể, nên trong 10 năm trở lại đây, trên địa bàn xã Nam Sơn không xảy ra tình trạng sinh con thứ ba. Có nhiều hộ gia đình sinh con một bề, nhưng con cái học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ, từ đó đưa cuộc sống của gia đình mình trở nên ấm no, hạnh phúc hơn. Được dùng biện pháp tránh thai thì có thể giúp mình sinh con theo ý muốn và giúp phát triển kinh tế gia đình của mình tốt hơn. Kinh nghiệm ở Nam Sơn cho thấy, để công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đến được với đông đảo nhân dân, thì tại cơ sở phải thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, phổ biến về pháp lệnh dân số, chính sách, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thông qua các buổi họp thôn, xóm, cứ có thời gian, cộng tác viên dân số cùng với các tổ chức đoàn thể trực tiếp đi đến từng nhà dân, nhất là những gia đình có ý định sinh con thứ ba, phân tích cho họ thấy sự khó khăn vất vả khi sinh nhiều con. Từ ngày triển khai cái kế hoạch hóa gia đình tại địa phương thì chị em nhận thức thì có thay đổi, chị em nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của chị em cách nuôi con thế nào để đảm bảo sức khỏe và chăm sóc cái sức khỏe sinh sản như thế nào, chị em nắm bắt được thì các cái tờ rơi tranh luật thì tư vấn cho chị em nắm bắt được để chủ động cái chăm sóc sức khỏe mình, và nếu như không đẻ nữa thì chị em chủ động để dùng các biện pháp tránh thai. Đi đôi với việc củng cố và nâng cao năng lực hoạt động, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình từ huyện đến cơ sở, thì công tác tuyên truyền giáo dục vận động cán bộ, nhân dân thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình cũng đã được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Trong đó gắn nội dung tuyên truyền về chính sách dân số với hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể như Trung tâm Y tế, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động. Tuyên truyền vận động kế hoạch hóa gia đình đã được triển khai lồng ghép với chương trình phát triển kinh tế của hội viên nông dân, phụ nữ, nhất là ở các xã có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ ba cao. 6 tháng đầu năm 2015, dân số trung bình đạt 86.055 người, tỷ suất sinh thô đạt 8,92%. Toàn huyện thực hiện đặt dụng cụ tử cung 256 ca, tiêm thuốc tránh thai 633 ca, có hơn 2.500 người dùng thuốc viên tránh thai và có 11 xã không có trường hợp sinh con thứ ba trở lên. Với tinh thần trách nhiệm, cái lời nói của cộng tác viên đến với toàn thể bà con nhân dân để đem cái hạnh phúc lại cho mọi người, mọi nhà và toàn thể gia đình, thì mọi người dân đã có cái nhận thức sâu sắc mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh một hoặc hai con, khoảng cách sinh từ 3 đến 5 năm để có điều kiện nuôi con khỏe, dạy con ngoan, gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thì nói chung về xã Nam Sơn ấy, thì đã 5 năm liên tục không có trường hợp sinh con thứ ba. Và có một số địa bàn như ở địa bàn xóm Bái, địa bàn xóm Bương và địa bàn xóm Rồ 1, Rồ 2, Chiến 1, Chiến 2 đã hơn 15 năm liên tục không có trường hợp sinh con thứ ba. Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác dân số trên địa bàn huyện cũng còn gặp khá nhiều khó khăn. Như một số đối tượng sinh con một bề có khuynh hướng muốn sinh thêm con thứ ba, một bộ phận cán bộ và nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, đồng bào công giáo, tuy đồng tình về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước, song còn lệ thuộc tập quán tín ngưỡng. Bên cạnh đó, kinh phí thực hiện cho chương trình dân số triển khai chậm, do vậy còn gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức theo kế hoạch.
ngành dân số của chúng tôi hiện nay vẫn còn gặp phải một số những cái tồn tại khó khăn hạn chế nhất định, như là một số cấp ủy đảng chính quyền chưa thực sự quan tâm hoặc là sao nhãng với lại công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Thế và các cái chỉ tiêu về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình chưa thực sự được đưa vào các cái chỉ thị nghị quyết để thực hiện. Cái việc mà sao nhãng chưa thực sự quan tâm đã dẫn đến cái tình trạng là sinh con thứ ba đấy diễn ra phổ biến. Chúng tôi sẽ tăng cường tham mưu với lại các cấp có thẩm quyền liên quan, đặc biệt là huyện ủy, chúng tôi sẽ định hướng của chúng tôi là sẽ tham mưu để ra được một cái chỉ thị đấy, chỉ thị chuyên đề về thực hiện cái công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, nhằm tăng cường cái hệ thống ở cấp cơ sở là cùng vào cuộc cùng với lại đơn vị của chúng tôi trong cái việc mà phối kết hợp tổ chức. Thế bên cạnh đó là sẽ phối kết hợp với lại các ngành đoàn thể, các cấp liên quan trên địa bàn huyện tham gia vào các cái công tác tuyên truyền, vận động, phối kết hợp sinh hoạt trong các cái hoạt động của câu lạc bộ, sinh hoạt câu lạc bộ nhóm, rồi là các cái mô hình câu lạc bộ khác mà nó gắn kết, cùng có cái sự gắn kết trách nhiệm. Để làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, rất cần sự vào cuộc một cách đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương, cùng tập trung tuyên truyền, giáo dục chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, tổ chức giáo dục tư vấn sức khỏe sinh sản cho tuổi vị thành niên, thanh niên trong hệ thống các trường học, thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, huyện Tân Lạc quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình đã đặt ra, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống trong mỗi gia đình, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.